Và chào mừng tất cả bạn đã quay trở lại với channel của mình là Hiếu Béo. Để thay đổi cái bầu không khí suốt ngày chơi những game cốt truyện nó hơi tẻ nhạt và cũng gây khá là buồn ngủ cho các bạn, thì mình cũng đã lang thang ở trên cái cộng đồng game và mình kiếm được một cái game khá là hay. Mình xin giới thiệu bạn, đó chính là Thief Simulator. Mình nghĩ cái tựa game này khá là nổi tiếng, vậy nhưng mà bây giờ mình mới được chơi. Vẫn như thường lệ thì mình chưa xem ai chơi, và cái mình ở xem ở game này đó chính là những cái hình và những cái demo ở tựa game này thôi. Tựa game này nó cho chúng ta hóa thân thành một tên trộm, và cái lối chơi như nào cũng như là cái độ hay ho của game nó có đỉnh cao hay không thì chắc là chúng ta sẽ phải vào game. Bây giờ chúng ta đang ở menu thì chắc là chúng ta sẽ vào game luôn thôi các bạn ơi. Ôi sao vào vai cái thằng trộm đầu chọc mày nhìn ngu si ấy. Tất nhiên rồi, ăn cắp là phải buổi vào buổi tối. À, Vinny. Hey. À, bố mày đây, Vinny. Hãy nhặt cái gậy kia vào nghe đây. Chúng ta có rất là nhiều việc phải làm đấy. Mẹ, nhặt cái gậy xong gọi tiếp. Gì nữa? They're generous men, but they're all about reciprocity, if you get what I mean. Let's see if you're up to the job. Knock over that house for me. The last one. Đi gõ cửa cái nhà cuối cùng à? Nhưng mà trước tiên là phải trang bị à? Được chưa? Đủ. Đâu cái nhà cuối cùng ở đâu? Ngồi xuống à? Đây. Ui, có chị mông to trong nhà. Ủa cái gì ấy? Tránh xa ánh đèn. Thế sao phải tránh làm gì có người? Ui, vãi. Gì nữa? Mẹ đang ăn trộm mà. Có thằng chó ở đấy đang vứt đèn pin ở trên đất. Lại ra nhặt cái đèn pin. Mẹ đèn đường nhiều thế. Nếu mẹ trong chỗ này có đèn đường à? Vô lý. Đó. Gì nữa mẹ? Good job. Time to redistribute a little wealth. Rồi, thử ăn trộm xem nào. Nó bắt ăn cắp một vài số đồ này, nhưng mà phải dùng đèn pin. Cái này để làm gì? Cái này ngủ hay trốn này làm gì đấy? Time to bail, man. Get in the car. Té té té. Nobody see you with that crowbar. Tắt đèn pin, đúng rồi. Không được để thấy ai thấy mình cầm cái gậy. Coi như chưa chuyện gì xảy ra. Được chưa? Bật máy. Đi. Té 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 té. Đây chắc chắn là phần hướng dẫn rồi. Bye bye. Nó bảo lái ra nhưng mà chẳng biết lái ra đâu, hay cứ đi thẳng thôi anh em. Chắc là đi thẳng nhỉ. Yeah. Và chúng ta đã qua được phần hướng dẫn. Cái vựa vậy. What? Rank D. Mẹ. Lại gì nữa? Làm tốt lắm. Cái này chắc là mày thành công được đấy. Mày đi ngủ với mai bố mày gọi lại. Được. Bố mày ngủ liền. Ngủ đến mấy giờ ta? 7 giờ dậy, tao dậy sớm. Woo! Mẹ nhạc như thật. Kiểm tra máy tính này. Có một số thứ bố cần phải nói với mày. Có máy tính đâu nhỉ? À, máy tính ngay đây. Tools for Thieves lets you buy new kit online. Có một cái trang web là Tools for Thieves. You might not have what it takes to use them all. Click on Steal Your Forum. Steal Your Forum.
Ôi là có cả web bán bán công cụ cho trộm về. Cái bữa mà Here you can buy secrets, ở đây mày có hot thể mua tips được on những what's cái bí where, mật, who's gotten it, những who cái tip. leaves the door unlocked. Well, À, check out what I wrote on Greenview 109. cái chỗ này là kiểu mình biết thêm thông tin của những cái nhà mình ăn cắp ấy, kiểu ai có nhà nào có cảnh cảnh vệ không, hay là ai nhà nào để quên cửa không khóa. Bây giờ là mình có cái nhà miễn phí này, free này, nhà 109 The Martins ở phố Greenview. Free hết mà, mua mẹ đi. Mua hết đi. Right. Now, go to your car. Để xem nhá. Cái nhà này rất dễ để đột nhập. À, cái nhà này có cái hàng rào bằng gỗ thì rất dễ đập. Có cái tivi cùi trị giá cũng được một ít. Chìa khóa thì ở dưới cái lót thảm hay sao ấy. Không có ai ở nhà, lúc nào cũng không có ai ở nhà, vãi. Thật à? Mẹ. Ra xe thôi anh em. Go hawk your loot at the pawn shop first. You'll need empty pockets at Greenview 109. Cho tao vào xe. Phải bấm từng cái một anh em ạ. Nào, Greenview nhá. À, nó bảo đến pawn shop trước. Nào. Xem mua cái gì ở đây đây. Welcome back. Bán đồ. Tất nhiên là mẹ mình ăn đồ ăn cắp đồ xong rồi mình phải bán rồi. Ra hiệu cầm đồ bán. Cái này là cái gì? Cái này là cái máy nướng bánh mì. Ủa, để cho à? Để, nãy giờ ăn cắp được mỗi cái máy bánh mì à? It's time Máy for làm bánh Greenview mì. 109. Get me that TV and don't pawn it off. Rồi, đi ăn cắp tivi nào. Đệ. Greenview. Nhà ở đâu nhỉ? Đây là khu đỗ xe rồi. Đâu? Xem nhà nó ở nhà nào? Mình xem nhà ở đâu? Một trăm linh chín. Nhà này là 106. Mẹ còn phải tìm từng nhà một nữa, mất dạy rồi. Greenview đây rồi. 103 số lẻ đúng không? 103 này. À, bố thấy rồi nhá. 109 nó ở tít trên kia lận. Hóa ra nó có bản đồ. Bản đồ để mình nhìn địa chỉ. Mình cứ tưởng cái bản đồ nó không có cái chức năng gì. Mẹ. Mẹ. Đụng xe sửa 2 đô. Để rồi. Tắt tắt tắt. Đấy, đóng cửa vào. Đúng rồi. Nào. Nhà này rất dễ phá. Mày. Mày. Đấy, bài bản vãi lìn. Vào phải cúi xuống anh em ạ. Đấy, chảo này. Mán máy 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 làm bánh mì tiếp. Chảo nấu ăn. Rác thì không lấy rồi. Chìa khóa, đéo biết chìa khóa để mở cái gì đây. Tivi. Ôi, tivi phải bê. Từ từ. Tất à. Cái này để làm gì á? Chui 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 xuống trốn à? Đúng rồi, đúng rồi. Cái này phòng trừ chủ nhà về đó. Tủ lạnh cho mở không? Mẹ nó cho mở. Hết rồi anh em ạ. Nó chỉ có thế thôi. Ơi. Mình xin.
phải ra cửa này anh em ạ. Chạy chạy nhanh, chạy nhanh, chạy nhanh. Nếu biết có ai thấy không. Để xem đây rồi. Mở cửa. Nhanh nhanh nhanh. Mở cửa nhanh. À như phải phải bỏ vào trong. Đúng rồi. Ấy. Như thật. Giờ đi về nhà. Nhà thiếu tivi phải đi ăn cắp tivi anh em ạ. Đi hết cái vạch là được đúng không? Đi hết cái vạch trắng là được đúng không? Ở trên bản đồ ấy. Hy vọng là thế. Ui. Nào, mày lại cho bố mày đê đi. Bố mày đấm vào mồm mày luôn, nhà cả sản xuất game mày à mày. Hạ S anh em ạ. I see you got my screen. Go to Black Bay. Lên Black Bay, nó như kiểu là eBay của anh em mình em. Trong một cái thế giới vũ trụ song song nó. Nó là Black Bay. Nó sao? Nào. Lên trang web xem nào. Black Bay đúng không? Đây. I set up a page on there for the TV. Go there and sell it. Có sẵn chỗ để bán luôn. Đâu? Ủa đâu ra? Đây đây đây. Ui 60 đô. Ngon. Now here you can find a little extra work. I put one on there just for you. The one with the dishes. Nào, xem là kiếm việc làm thêm là cái gì đây. Số 110 Bakers. Nhận luôn. Now, drive back to 110 and break some dishes with the crowbar. À, lần này không ăn trộm mà vào nhà người khác đập đập loạn hết cả lên anh em ạ. Cho tao ngủ cái đã. Mẹ. Cho ngủ đã, tao muốn ngủ. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Đấy. Ơ nhưng mà đúng rồi, không thể làm ở vào ban đêm được bởi vì là ban ngày người ta đi làm, người ta không có nhà. Ban đêm mình vào mình đập đồ thế quái vào được. Đúng không? Đấy, rồi đi. Đi 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 đi. Nào nhanh 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 nhanh. Đóng cái này xuống. Green View tiếp nhá. Mình bán hết đồ làm gì có cái gì để mà về pawn shop nữa đâu, đúng không? Không có ra được tiệm cầm đồ anh em ạ. Số nhà 110 nhá, nhớ nhá. 110 nó sẽ nằm ở vẫn phải quay lại. 10 nó sẽ ở tầm chỗ này. Chuyển mẹ qua góc này lái cho dễ. Đấy, nhà số 10 nó sẽ nằm ở ngay bên cạnh luôn. Mình có nên để xe ở trong này không? Để mẹ xe ở trong này đi cho nó tiện. Đóng cửa vào. Ơ? Nhà 191 với nhà 110 giống nhau à? Đâu có. Nhà 110 nó bên này cơ mà. Ui nhà này đéo đập được anh em ạ. Này cần phải cao thủ hơn nữa. Để xem trên này có chỗ xuống không. Nhà 110 là cái nhà anh em đi qua lúc nãy. Ấy hôm qua có thằng ôn nào nó ngồi đây này. Ấy nhà 110 này. Ôi lại cái nhà hôm trước mà. Hello. Hello. Này thì bát đĩa. I just heard you don't even know how to pick a lock. Go learn the basics. I'm sure you've got enough skill by now. Mày có dạy tao đâu mà tao biết bẻ khóa, mày bị ngu à? Ê, có mấy đôi giày này, xem có cái gì không? Ơ nhưng mà không biết lúc anh em mình đi anh em phải đóng cửa không anh em nhỉ? Kiểu ui tiền ngon. Mấy đôi giày đéo làm gì mình thích chơi giày mà. Xem trên này có gì không?
Đấy, tranh thủ lục hết anh em ạ. Cửa khóa rồi. Cửa này thì mở. Ui, full hòm đồ rồi. Shit. Mở xem có tiền không. Đéo có. Rồi, té rồi. Ây cơ. Bây giờ nó bắt là phải học cách bẻ, học cách mở khóa anh em ạ. Nhưng mà học thế nào? Skill này. Đây rồi. Học mở khóa. Tốt. Mình có mấy điểm? Mình có mỗi không điểm. Great. Now, go bây giờ buy yourself a DIY simple lockpick on tools for thieves. Đi mua một bộ chuyên bẻ khóa anh em ạ. Thì bây giờ phải về nhà thôi chứ ở đây làm gì có máy tính. Mẹ vào vào nhà chủ xong mẹ tạm dùng máy tính của chủ luôn đó. Quay về thôi chứ sao giờ. Tầm này chắc đi làm hết rồi. Nó không ghi thứ mấy nhỉ? Bố mẹ bây giờ đi ra chỗ này kiểu gì? Ui, nhà này mẹ chắc chắn đấy. Bây giờ đi ra đây kiểu gì anh em? Đấy. Để tay không coi như chưa chuyện gì xảy ra. Ồ. Ồ. Ok. Mở cửa. Bây giờ phải về nhà đã anh em ơi. Về nhà. Về nhà mua cái này giống thế giới mở ấy nhỉ, đậu phụ. Về nha, sẽ về nhà mua một cái mua nguyên một bộ mở khóa cơ bản dành cho dân mới học ăn trộm phải không? Đấy. Sau đó là anh em mình chắc là mới đi cướp nhà khác lúc ấy mình thấy đấy nó ghi hết nhà nào đi qua. Nhưng mà không có thông tin thì bắt buộc thông tin này anh em phải mua ở trên mạng. Cũng được. Cũng được. Nào, hôm nay về hôm mới mua được chứ. Pawn shop là chỗ anh em mình chỉ bán đồ thôi mà đúng không? Ui C rồi cũng tạm được. Nào. Đâu nhỉ? Đây, 20 đô. Ui xì đa. Còn lockpick này chưa mua được. Flashlight, đèn pin có hết rồi. Nào lại gọi gì nữa đây? Try it on a training lock. I left one in the garage. À nó bắt nó cho mình thử. Nó bắt mình phải thử mở khóa trước. Nào. Ui mẹ ơi. Mấy cái này biết hết rồi mà, hướng dẫn gì nữa. Bây giờ nó là ừ, học bố rồi. Các bảo ấy sang bên phải là sao nhỉ? Chưa hiểu lắm. Ôi hỏng mẹ rồi. À, rồi. Mày ăn cắp cái tivi hơi bị ngon đấy. Real job. You gotta scope the joint. Go to 111 by 7 a.m. and watch. 7 giờ sáng hãy đến chỗ 111 và hãy nhìn. 7 giờ, khoảng 7 giờ đúng không? Để bố mày ngủ đã.
Mẹ tắt cái đèn đi kiểu gì nhỉ? À quên, tắt cái đài đi. Nếu cho tắt. 7 giờ. Bây giờ là mấy giờ? 7 giờ nhá. Ok. Motherfucker. Yeah. 111. 111. Thế thì sẽ có một thằng khác à? Hay là thế nào? Mẹ chưa hiểu lắm. Khéo, mẹ đâm vào cây lại sửa. Tiền ăn trộm thì ít, tiền sửa thì lắm. Tạm thời đỗ xe đây nhá. Đóng cửa vào cho nó nghiêm trang. Cái gì đây? Đéo, thằng kia cởi chuông à? Cái này là chúng ta đến với việc theo dõi các cái lịch trình hàng ngày của đối tượng mà chúng ta chuẩn bị ăn cắp. A box in there. Ở trong đó có một cái hộp. Chờ thằng kia nó đi và sau đó đưa cho tao cái hộp. Đóng cửa vào cho cẩn thận. Ngon. Đóng cửa vào đã. Đủ, mới vào có cái tivi. Có gì? Ui đài, ngon. Nó lại nhiều tiền quá. Mẹ thể loại gì mà cất pizza với cả coca ở trong tủ nhỉ? Mẹ bệnh quá ấy. Chảo ngon. Trong này có gì không? Không có. Đây cái hộp đây rồi. Khiêng cái tivi. Đúng rồi. Ăn trộm là phải có flush đúng không? Mở nốt cái cửa này đã. Nhanh. Ok. Rồi. Thôi tạm biệt nhá. Tao té đây. Lượn. Xong chưa? Bán tivi đã. Ui giời, C. Được, biết rồi. Nào vào bán tivi nào. Welcome back. Ui, cái hòm này không được. Bây giờ phải gửi cái hòm thông qua trang Black Bay về nhà gửi đã. Về nhà thôi. Đấu nhanh. Electronic. Không, cái hòm cơ. Cái hộp là giấy đây. 100 đô, nó lại quá ngon nghè luôn. Xem à. The Lombardis think their friend on Greenview needs a new window. But they think the one they got's fine. Go prove them wrong. Nhà 112 bây giờ đang có một cái cửa sổ bị vỡ.
nhưng mà bọn nó lại đéo chịu thay. Đấy, bây giờ mình phải đến mình chứng minh là chúng mày cần phải thay cửa sổ mới. Nhưng mà thôi, cái phần chơi này sẽ để sang tập tiếp theo. Bây giờ mình sẽ tạm thời kết thúc cái tập này ở đây. Nếu như các bạn thích cái series Tip Simulator này của mình thì các bạn hãy cho mình một like cho video đầu tiên này, và các bạn hãy comment phía dưới để cho mình biết là các bạn thích cái series này và muốn ra các cái tập tiếp theo. Và ok, tạm biệt mọi người và mình sẽ gặp lại mọi người ở những tập sau. Làm trộm vui vãi.